của ngày hôm qua. Hùng ơi, mày thử hỏi cô Dũng xem ngày mai có đi không? Vâng. Đi đâu? Cậu bảo ngày mai không đi đâu. Mày sao hỏi lại lần nữa xem nào? Ngày mai không đi thật hả cậu? Tao bảo không đi mà. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau học mẫu câu giao tiếp. Ai đó bảo là, tức là chúng ta nhắc lại hay là truyền đạt lại lời nói của một người thứ ba cho một ai đó. Chúng ta có hai mẫu câu sau. Mẫu câu thứ nhất, chúng ta bê nguyên văn lời nói của một người thứ ba cộng với chữ nhỏ T. Ví dụ muốn nói anh ấy bảo là không đi đâu thì chúng ta sẽ nói rằng là 行かないよって行かないよって. Ví dụ thứ hai, anh ấy bảo là năm sau sẽ kết hôn thì chúng ta sẽ nói rằng là 来年結婚するって来年結婚するって. Mẫu câu thứ hai là chúng ta để câu ở dạng ngắn cộng với lại là ưn chữ N nhá. Đạt tệ. Ưn đạt tệ. Tương tự với ý nghĩa của hai câu trên nhá, thì chúng ta đặt được câu là 行かないんだって. Hay là câu thứ hai 来年結婚するんだって. 来年結婚するんだって. Tuy nhiên khi mà nhấn mạnh chữ nhỏ T thì câu văn của chúng ta sẽ mang ý nghĩa khác. Ý nghĩa thứ nhất đó là hỏi và xác nhận lại thông tin. Trong câu 行かないって行かないって, tức là mình nhấn giọng chữ nhỏ T lên nhá. Thì câu này có nghĩa là nó bảo không đi à? Hay là nó bảo nó không đi á? Câu thứ hai 来年結婚するんだって結婚するんだって, tức là nó bảo là năm sau nó kết hôn á. Hay là anh ấy bảo là năm sau anh ấy kết hôn á. Ok. Nghĩa thứ hai tức là nhấn mạnh ý kiến của mình, đúng không? Nhấn mạnh ý kiến của mình. Ví dụ trong ví dụ thứ nhất, mình muốn nói rằng là tao bảo rồi mày thì không sao đâu, tao bảo rồi mày thì không sao đâu, thì chúng ta sẽ nói rằng là omae nara daizoubu tte. Ô mày nói là đấy giúp tệ. Hay là đã bảo là được mà. Đã bảo là được mà. Ít tệ. Ít tệ. Hay khi mà chúng ta cáu giận vì phải nhắc đi nhắc lại lời nói đó nhiều lần, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói rằng là đã bảo không đi rồi mà lại. Đã bảo không đi rồi mà lại. Hay là đã bảo là được rồi mà lại. Chúng ta sẽ phải thêm từ 3. Thêm từ 3 vào cuối câu nhá. Ví dụ chúng ta sẽ được câu 行かないって ba, đã bảo không đi rồi mà lại. Hay là 行って ba, đã bảo được rồi mà lại. 行って ba. Ok. Phô cơn,明日行く? 行かないって ba. Các bạn thử thực hành với các bộ câu sau nhé. Đã bảo không ăn rồi mà lại. Đã bảo tuần sau tao bận rồi mà lại. Ok. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi các giờ học của Nihongo no Mori. Hiện tại mình nhận được lệnh là cần phải tách thành một cái kênh riêng biệt để dễ việc quản lý những cái clip cho người Việt Nam. Do đó mình chọn tên kênh mới là Dũng Mori. Dũng Mori. Kênh này vẫn là thuộc một nhánh của kênh chủ Nihongo no Mori. Mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất và bổ ích nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn không gặp lại. Bye bye. Biết đâu ai đây đây cũng khoai tây. Đừng xua đấy. Ngày xưa ngày xưa. Giờ ở đầu đầu gọi là anh. Anh đã khác rồi. Anh muốn nghe rằng anh cần ai. Không 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 không.